Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong video này. Anh em thân mến, ngày mai nó sẽ có update. Và sau khi update ấy, thì chúng ta sẽ không còn được chơi cái con Evil Clive nữa. Một trong những cái con tướng mà nó rất là quan trọng ở trong cái bộ Clive. Chính vì thế, ngày hôm nay tôi sẽ dành riêng cái video clip này để tri ân Evil Clive, anh em nhá, kỵ sĩ bất tử. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Ây da. Ôi xời ơi. Unicorn, tưởng con nào chơi được lên 2 sao thì ngon. Con này thì chắc là tôi cũng không lấy Unicorn đâu. Rồi, lấy ảnh phân lộ cho lành. Anh em ạ. Rồi, lấy ảnh phân lộ thôi. Mai update thì tôi nghĩ là sẽ có một cái thay đổi rất lớn trong meta đấy. Một vài line up sẽ không được chơi nữa, và một vài line up sẽ tự nhiên nó lại được hồi sinh lại. Đấy, nó lại rất là hay. Tôi thì tôi không biết là anh em như nào. Anh em thấy cái update, anh em thấy cái bộ nào mà nó là meta, anh em thấy comment cho tôi nhá. Đấy, tôi cũng chưa biết. Và chắc là cũng phải mất một thời gian để tôi chơi meta, để tôi tìm hiểu meta anh em ạ. Thì cũng chắc là cũng phải một tuần sau mới ra được meta, mới ra được các cái clip về meta. Đấy, anh em cố gắng, anh em đợi nhá. Anh em đợi cho vào một tuần. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà đã coi như là làm rõ được meta, anh em thử gợi ý cho tôi để xem tôi chơi cái line up gì cho nó khỏe. Đấy. Còn chắc là nghiên cứu thì cũng phải một thời gian anh em ạ. Chơi cho nó đủ cái số trận, đủ để chúng ta có thể biết được xem là chơi những cái line up nào cho nó mạnh. Đấy. Trận này hơi đen nhỉ. Mỗi round ra một kiểu. Từ từ đã anh em. Tôi nghĩ là sẽ phải eco một vài round đầu đấy. Tôi mua sẵn cái con eco ở đây. Bài này dấu hiệu là toang đầu game. Anh em ạ, chắc chắn đấy. Chồng bài này không chơi được đầu game đâu. Không thể hunter ở đâu. Thôi cái đồ này tôi cũng chưa muốn chốt. Từ từ đã. Bài ra linh tinh của anh em ạ. Bài này nhá, thì hôm nay ấy, chúng ta sẽ dồn đồ cho con Evil Clive nằm co chính. Chính vì thế là có lẽ là nó sẽ ở trong bộ Clive. Chúng ta sẽ hướng đến xây dựng cái bộ Clive. Đấy, mà con Evil Clive thì đặc điểm của nó thì anh em cũng biết rồi đấy. Đam của nó thì đam nó không to đâu. Tốc đánh thì nhỏ. Chính vì thế là đồ lấy cho Evil Clive ấy, nó sẽ phải là đồ dạng như kiểu là kỹ năng. Khi mà cái con đấy nó có cái khiên nó khá khỏe. Đấy, mà xác định là nếu mà Clive mà chơi đam kỹ năng ấy thì xác định mẹ luôn là chơi gót Clive nha anh em nhá. Đấy, tôi xác định chơi gót Clive luôn. Không nói nhiều, lằng nhằng. Mà từ từ để xem là có được chơi gót Clive không. Từ từ đã, bình tĩnh. Trên này có ông Eco này. Đấy, thì tôi bỏ Clive thôi. Bỏ cờ ra thôi anh em ạ, nhưng mà phải dình cái dây cuối phải không? Trận này có Eco, phá Eco đấy. Đấy, hai thằng Eco luôn. Nếu phải một thằng. Thôi cứ từ từ, chắc chưa gặp đâu. Đây mới round 5 mà. Round 5 chưa gặp đâu. Để round 7 bỏ cờ ra anh em ạ. Nếu mà bây giờ gặp thì cũng chả vấn đề gì. Gặp thằng này là cũng gọi là Eco này. Có khi nào thắng này không nhỉ? Thằng này trông con đuối của mình. Mình nghĩ ra kẹp hai Glacier. Ăn luôn thằng này rồi. Được không? Ăn được không? Ăn được không nhỉ? Ăn luôn. Ui giời. Thế nào đầu tiên mất mẹ chuối. Đây rồi. Anh em ơi. Trời ơi. Đây là God of War. Được đấy. Ra God of War sớm à. Chốt thôi nhỉ. Chốt thôi chứ còn làm gì nữa đâu. Chần chờ gì nữa mà không chốt. Xem nào. Cái này ghép được cái chiến thánh. Ok, đồ này cũng được đấy. Đồ này chắc là ghép mấy cái đồ tăng cơ ngon. Ok, thôi được rồi. Giải tán mấy con này thôi anh em ạ. Mua God of War. Mà thôi, bán mấy con này đi. Mua con Thunder Spirit anh em ạ.
Có lên bản bot đi để tròn tiền không nhỉ? Xem nào. Bây giờ thằng nào cũng phải bỏ ra phá eco thằng kia. Bỏ bài ra thôi. Bỏ bài ra anh em ạ. Ở round này tôi nghĩ là nếu mà tôi bán con này đi, bán con này đi, bán con này đi là tròn 20 tiền này. Thôi cứ tạm thời như thế đã. Tạm thời thế đã anh em ạ. Từ từ. Đây bây giờ mới round 7 thôi, vẫn không có gì đáng lo lắng lắm về cái vấn đề round quái cả. Chúng ta chủ yếu chúng ta lên level 7 sớm với 50 tiền luôn anh em ạ. Chửi level 7 nha anh em nhá. God Clay là chửi level 7. Ở level 7 chúng ta sẽ có 4 God 4 Clay. Lúc đấy là ok. Trận này tôi phải làm một cái trận xác định luôn là sẽ làm một cái trận rực rỡ. Đây rồi, hai con God of War. Được đấy, thế này là có thể đép được ra quái rồi. Làm một cái trận mãn nhãn cho anh em. Kiếm thêm 20 sắp mới à. Cố gắng là trong cái trận này sẽ kiếm thêm 20 sắp nữa. 20 sắp nữa thôi nha anh em nhá. Chỉ cần 20 sắp nữa thôi là chúng ta sẽ được là 20.900 sắp. Thế nên là anh em nào mà yêu quý tôi mà hay xem tôi nhưng mà lại chưa sắp thì anh em sắp đi nhá. Và cái clip này sẽ phải làm thật hay để cho các anh em nào mà mới biết đến tôi trong cái clip này mà vô tình mà chạm vào cái clip này là phải sắp ngay lập tức. Cố gắng là làm một trận mãn nhãn. Để anh em mới xem phát là thấy thích ngay, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Đây là cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà thấy kênh nó phát triển dần theo thời gian. Đấy, cứ mỗi ngày tăng thêm được một chút. Thế là vui rồi. Ui giời, phá chuỗi của nó rồi. Được đấy. Hay lắm. Ây da. Con này 2 sao được đấy, đép quái cái nhờ. Mua về đép quái cái. Cái kênh nó phát triển ấy thì cái niềm vui đấy nó không chỉ ở riêng tôi đâu. Anh em cũng biết là ngày trước ấy là vợ tôi không hề muốn tôi làm YouTube. Vợ tôi không có tán thành cái việc này đâu. Đấy. Nhưng mà sau một thời gian ấy thì tôi đã thay đổi cái cách suy nghĩ của vợ tôi. Từ khi mà cái kênh này nó làm ra đồng tiền ấy, nó kiếm ra được tiền thu nhập cho tôi, thì lúc đấy thì vợ tôi đã có cái suy nghĩ rất là khác. Đấy, và trong cái thời gian vừa qua là tôi có chia sẻ cho vợ tôi là cái kênh nó khá là phát triển, vợ tôi cũng rất là vui. Đấy, cũng rất là vui. Và vợ tôi bây giờ là xem đây nó là một cái công việc của tôi rồi. Trước đây ý, thì thu nhập YouTube nó phụ thuộc vào cái tiền quảng cáo thôi. Mà cái tiền quảng cáo ấy thì nó lại phụ thuộc vào là cái lượt xem quảng cáo của anh em viewer. Đấy, tức là anh em viewer, anh em nó có hiện quảng cáo lên là anh em phải xem cái quảng cáo đấy thì mới gọi là tính tiền. Đấy, thì cái thu nhập đấy nó rất là gọi là nó không ổn định. Bởi vì thường ấy là nó có hiện quảng cáo đấy, nhưng mà khi mà cái quảng cáo nó bật lên ấy, anh em bỏ qua luôn, anh em không có xem khoảng 5 giây. Chứ còn nếu mà anh em xem 5 giây ấy, thì là tôi được tính thì nó cũng đã khác. Đấy, nhưng mà cái lúc mà quảng cáo hiện lên ấy, thì anh em bỏ qua luôn. Nó rất nhiều anh em là như thế. Chính vì thế nên là cái tiền quảng cáo ấy nó rất ít. Thu nhập quảng cáo nó không đáng là bao nhiêu cả. Đấy. Thì nhân đây tiện đây tôi cũng rất là muốn các anh em là khi mà anh em xem clip mà nó hiện quảng cáo lên thì anh em từ từ hãng ấn nút bỏ qua anh em nhá. Anh em cố gắng xem cho tôi khoảng 5 giây, sau đó anh em bỏ qua nhá. Rất là hy vọng các anh em xem được cho tôi 5 giây. Như thế tôi mới có thu nhập được. Đấy. Còn dạo gần đây ấy, là kể từ lúc mà YouTube nó mở cái nó gọi là hội viên của kênh ấy, thì lúc đấy mới gọi là có cái thu nhập ổn định anh em ạ. Thì phải rất là cảm ơn các anh em hội viên đã cho tôi nguồn thu nhập rất là ổn định. Phải nói thật là như thế. Từ cái lúc mà được mở khóa cái hội viên ấy, tức là khi mà cái hội viên nó được mở khóa ở Việt Nam ấy, là tôi bắt đầu mở khóa được 1 năm rồi. Kể từ lúc mà tôi mở cái hội viên ra ấy, thì lúc đầu cũng có các anh em đăng ký từ cái lúc mà tôi mới mở khóa. Nhưng mà lúc đầu nó ít thôi. Đấy, rồi dần dần nó nhiều lên. Đấy, dần dần nó nhiều lên qua 1 năm ấy. Thì cái tổng số hội viên bây giờ nó đã được là 200 anh em rồi. Đấy, mà 200 anh em, hơn 200 anh em. Bây giờ nó là khoảng 230 mấy rồi ấy. Đấy, 230 mấy. Mà nhờ các anh em đăng ký hội viên, tôi có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định. Như là việc tôi đi làm, sau đó tôi nhận cái lương cứng hàng tháng ấy. Đó là cái lương cố định. Đấy, không có thay đổi. Đấy, mà nó chỉ có tăng lên thôi, nhưng ít khi nó giảm đi. Hiện tại ấy, là hơn 200 anh em. Đấy, hơn 200 anh em nhân với cả 20k mỗi anh em là lương cứng của tôi là hơn 4 triệu rồi. Đấy, chưa kể là có anh em mà đăng ký là hội viên cao cấp. Đấy, là 50k cơ, đấy nó còn hơn nữa. Đấy, cho dù là cái tiền quảng cáo ấy ở trong tháng ấy
đấy, cái tỷ lệ mà anh em nhấp vào quảng cáo nó có ít đến bao nhiêu ấy thì tối thiểu là cũng được 5 triệu rồi, thế là mừng rồi, là có thể là duy trì để có thể là tiếp tục phát triển kênh đấy, đấy là cái đáng mừng nhất. Thế nên là tôi rất là biết ơn và trân trọng các anh em hội viên, rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Dù ít hay nhiều thì nó cũng cho thấy cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em nó được ghi nhận anh em nhá. Nói đến đây thì sẽ có nhiều anh em sẽ nghĩ là tôi chỉ trân trọng các anh em đăng ký hội viên, các anh em donate, thì không nhá anh em nhá. Chỉ là có một chút gì đấy mà yêu mến, ưu ái hơn thôi đối với các anh em hội viên và donate cho tôi. Còn lại thì tôi trân trọng tất cả các anh em ở trên kênh, là viewer ở kênh. Bởi vì trong tất cả các anh em, mỗi một anh em viewer là một nhân tố, là một mắt xích đấy, đóng góp cho cái sự phát triển của cái kênh này. Anh em đừng có nghĩ là anh em không đăng ký hội viên, không donate cho tôi thì là anh em không đóng góp nhá. Anh em vẫn đang đóng góp, anh em đang đóng góp cho kênh, đang đóng góp cho sự phát triển của kênh đấy. Anh em đóng góp bằng rất là nhiều hình thức. Một trong những cái hình thức đấy thì có thể kể đến như là anh em ấn like. Anh em ấn like thì không phải chỉ có là động viên tinh thần đâu nhá. Nó là động viên tinh thần thì nó là chắc chắn rồi, nó sẽ động viên cho tôi, nó sẽ động viên tinh thần cho tôi để tôi có cái tinh thần tôi làm việc. Đấy, donate về mặt tinh thần đấy, đấy nó gọi là donate về mặt tinh thần. Và donate về mặt tinh thần nhá, nó có quan trọng không? Hỏi là nó có quan trọng không? Thì nó rất quan trọng. Nó không khác gì là cái donate về mặt vật chất đâu. Đấy, phải có tinh thần thì mới làm việc được anh em. Phải có tinh thần thì mới ra được các cái clip tiếp theo. Đấy, sáng tạo. Đấy, cái đầu óc của nó lúc nào nó cũng lạc quan, nó cũng yêu đời, thì sáng tạo nó, cái việc sáng tạo ấy, nó sẽ rất là dễ, nó sẽ rất là bay bổng. Đấy, và nó thúc đẩy cái việc sáng tạo. Nhưng thay vào đấy là nếu mà cái tinh thần của mình mà xuống dốc ấy, mà nó kém, yếu kém ấy, thì cái việc sáng tạo nó sẽ rất là tù túng. Anh em cũng phải công nhận đi, nếu mà anh em, các anh em mà làm việc về sáng tạo, anh em cũng phải công nhận với tôi là cái yếu tố về mặt tinh thần ấy, nó quyết định đến cái sự sáng tạo ấy, nó cũng phải ảnh hưởng đến khoảng 99,99% luôn. Chắc chắn đấy. Đấy mà tôi nói thế để cho anh em thấy là cái việc anh em like ấy, nó rất là quan trọng. Nha anh em nhá. Làm donate về mặt tinh thần cho tôi mà, làm sao mà không quan trọng được nhá. Đấy rồi, vẫn chưa hết anh em ạ. Cái việc like đấy không chỉ là về cái vấn đề về gọi là ủng hộ về mặt tinh thần đâu, mà ấy, nó còn vẫn là còn chưa hết đâu, nó còn tăng tương tác cho kênh đấy, nó còn tăng tương tác nữa. Nó tăng tương tác khiến cho cái kênh nó dễ lên được đề xuất. Dễ lên được đề xuất thì sẽ có nhiều người xem kênh đấy, và nhiều người xem kênh thì sẽ có nhiều người là người ta xem quảng cáo, thì tôi lại có thu nhập nhá anh em nhá. Và tiện đây thì tôi cũng mong muốn là anh em, đấy lại tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái quảng cáo ấy, nếu mà anh em yêu quý tôi mà muốn giúp đỡ tôi về cái mặt tài chính nhá, thì không nhất thiết anh em phải donate cho tôi, cũng như là không nhất thiết là phải đăng ký người ủng hộ. Anh em chỉ cần xem quảng cáo 5 giây là được nhá anh em nhá. Anh em đừng có bỏ qua quảng cáo, mà hãy giúp tôi bằng việc là xem quảng cáo 5 giây rồi bỏ qua. Ok. Đấy, tôi nghĩ là các anh em mà yêu quý tôi thì các anh em nhiệt tình giúp đỡ thôi. Nó đơn giản mà, có đơn giản với anh em, đúng không? Đúng không? Nếu mà anh em thấy đúng thì anh em like nhá. Dã man. Cái kiểu câu like này đúng là cái kiểu câu like mà tôi phải nói thật với anh em là nó cũng phải đúc kết qua quá trình mà làm YouTube 3 năm. Tôi cũng phải công nhận là cái trình, cái kỹ năng câu donate, câu like của tôi ngày một nó hoàn thiện. Ngày coi như là trình, ngày một coi như là gì nhỉ? Đạt đến cảnh giới của tối thượng. Đấy là nhận xét của bạn Trung Đức. bạn Trung Đức không biết là hôm nay clip này có xem không? Dã man. Anh nói thì nói thế thôi nhá, Đức nhá. Chứ còn cũng không cần phải là tối nay rồi donate cho anh đâu. Nhá Đức nhá. Mang tiếng lắm, không lại mang tiếng chết, thế chết với anh em. Nhân đây tôi cũng muốn coi như là kể câu chuyện, chia sẻ câu chuyện làm YouTube của tôi cho anh em. Ngày trước ấy, thì làm YouTube thì nó không bài bản như bây giờ đâu. Thực ra cái gọi là cái gì, cái suy nghĩ ban đầu ấy, làm cái kênh này thì đúng là vẫn là tăng thu nhập là chính. Đấy, tăng thu nhập, tôi có cái công việc khác ở ngoài, nhưng mà cái công việc này thì tôi làm vẫn là tăng thu nhập nhá. Đó là, nó là đầu tiên ấy, nó là cái lý do để tôi làm cái kênh này, đó là tăng thu nhập. Tuy nhiên là cái giai đoạn đầu ấy, nó không được gọi là chuyên nghiệp, nó không được chuyên nghiệp, nó không được phải nói là như bây giờ thì nó ngoài tính chuyên nghiệp ra thì nó rất là bài bản, nó rất là quy củ. Nhưng ngày trước là không thể đâu anh em ạ. Cái việc ra clip nó không đều là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là cái clip ấy thì thường là nó không có kịch bản. Nó không có kịch bản và nó chỉ là tôi chơi trong cái thời gian rỗi và tôi quay lại thôi. Sau đó tôi up lên. Chính vì thế cái chất lượng clip nó sẽ không được như bây giờ. Cái lý do tại vì làm sao mà tôi lại ngày trước tôi lại không được đầu tư vào cái việc làm YouTube, làm clip, làm nội dung đấy, hay là sáng tạo trong clip, thì cái lý do đơn giản thôi. Là vì ngày trước là vợ tôi ấy, là không có đồng ý để cho tôi, tức là không có tán thành, không có đồng ý cho tôi làm YouTube đấy. Không, cái này nó là không có sự đồng ý của vợ tôi đấy, mà tôi tự làm thôi đấy. Tôi dành ra cái thời gian rỗi của tôi làm thôi. Chứ còn vợ tôi thì vợ tôi cũng không ủng hộ trong cái việc này, bởi vì nó mất khá nhiều thời gian đấy. Em biết là đây nó là chơi điện tử đấy, mà chơi điện tử ấy thì nào có cái bà vợ nào thích đâu. Đấy, chơi ngồi chơi một tí thôi là nhắc rồi. Ngồi chơi một tí là cứ nghĩ là chơi điện tử, không có làm việc nhà, không làm việc cửa, cứ ngồi đấy mà cắm đầu vào điện tử thì chắc chắn là không có bà vợ nào thích cả. Đấy, anh em là mà có vợ anh em biết ngay. Nhưng mà sau một thời gian ấy thì tôi đã thay đổi cái cách suy nghĩ của vợ tôi. Từ khi mà cái kênh này nó làm ra đồng tiền ấy, nó kiếm ra được tiền thu nhập cho tôi, thì lúc đấy thì vợ tôi đã có cái suy nghĩ rất là khác. Đấy, và trong cái thời gian vừa qua là tôi có chia sẻ cho vợ tôi là cái kênh nó khá là phát triển, vợ tôi cũng rất là vui. Đấy, cũng rất là vui, và vợ tôi bây giờ là xem đây nó là một cái công việc của tôi rồi. Nó là một cái công việc đấy. Thế nên là bây giờ ấy, khi mà tôi chơi game ấy là vợ tôi không được, vợ tôi càu nhàu, vợ tôi nhắc nhở nữa. Ở cái thời điểm hiện tại thì vợ tôi cũng đã ủng hộ tôi rồi. Đấy, coi đây như là một công việc. Đấy, và đã là công việc ấy thì nó cũng sẽ là làm việc nhá anh em nhá. Mà làm việc ấy thì chắc chắn rồi, nó sẽ có đầu tư thời gian, trí óc. Đó. Anh em cũng có thể thấy là bây giờ ấy cái nội dung của tôi nó hay hơn. Tôi có viết trước cái kịch bản của trò chơi ấy, là chơi như nào, xây dựng ra sao và đưa ra được một cái đội hình gì ở cuối game để nội dung nó hay hơn. Đấy là tôi ngay từ đầu là tôi đã lên kịch bản rồi anh em ạ, và tôi chỉ việc chơi thôi. Đấy, mà khi mà mình đã là một cái người chơi hay rồi, tôi cũng phải công nhận luôn là tôi chơi hay nhá, anh em cũng phải công nhận điều đấy đi. Đấy, không có gì bàn cãi về cái việc tôi chơi hay cả. Thì đấy, tôi là một người chơi hay rồi. Và sau đấy tôi lại lên cái kịch bản nữa để ra được một cái đội hình nữa, một cái đội hình mà nó khó ấy, mà anh em không biết chơi ấy, đấy, không chơi được ấy, thì nó lại càng hấp dẫn. Thế càng ngày cái những cái video của tôi nó lại càng chất lượng hơn. Đấy. Đấy thì cũng rất là đáng mừng là bây giờ là có thể chuyên tâm vào làm cái việc này, công việc này. Cắt được chơi luôn. Ui giời, được đấy. Rồi anh em ơi, bây giờ nó đang ổn dần rồi, ổn dần đều rồi. Evil Clay đã có đồ, dồn đồ cho Evil Clay. Được đấy. Hôm nay sẽ là một cái cú cuối cùng để tri ân để con Evil Clay này. Bởi vì Evil Clay ấy, tôi nói thật với anh em là cái con này mà sau này là không biết đến bao giờ chúng ta mới được chơi lại đâu. Anh em xem cái clip này chắc là cái clip tri ân, và cái cũng là cái clip mà gần như là nó là phải rất lâu nữa anh em mới được chơi lại nha anh em nhá. Đấy, có thể là nó sẽ là 1 năm. Anh em nên nhớ là cái con Lick ấy, con Lick mà hệ là hệ Mết kết hợp với cả Exorcist là đến đây nó là năm thứ 3 rồi và nó còn chưa quay lại cơ. Đấy, nên là anh em mới hiểu được là đây nó sẽ là một cái trận mà rất đáng để xem. Ui nhưng mà trận này có beat à? Ê thế thì hơi sợ nhá. God Clay là sợ beat lắm. God Clay sợ beat lắm. God Clay nó chỉ không sợ beat khi mà nó có chơi con Light Breathline làm co thôi anh em ạ. Light Breathline 3 tier thì nó mới có clear được cái bot beat. Đấy, còn cái bộ Clay mà chơi theo kiểu là co là con Evil Clay hay co là con Agali thì nó hơi sợ. Không phải là hơi sợ đâu, mà tôi nghĩ là rất sợ. Rất sợ luôn đấy. Tí nữa mà nó lại vui vui nó kẹp thêm con Doom nữa thì chắc là một round tôi bị đẩy 20 máu mất. Thôi, chắc là xác định là Ron ở chơi 7 thôi anh em ạ. Bộ này chắc chơi 7 thôi, đừng có mong chờ gì cái việc là lên 8 lên 9. Đấy, bộ này nó còn thảm hơn cả bộ Warrior cơ. Bộ Warrior thì ít ra còn lên 9 rồi chơi luôn ở 9 đến hết game. Đấy, chứ còn cái bộ này có khi còn chơi luôn ở 7 đến hết game luôn ấy. Thôi thì cố gắng thôi, cố gắng Ron 3 sao thì nó đỡ được thôi. Chứ còn bộ này không up cấp để chơi 2 sao đâu anh em ạ. Chơi 2 sao đuối lắm. Bắt buộc phải 3 sao. Bởi vì 3 sao ấy, 3 sao thì cái trưởng của nó bắn đam mới đủ để có thể clear được. Chứ còn 2 sao không đủ đam đâu anh em ạ. Rồi chúng ta run tiếp nào. Rồi bỏ qua nhá, Amazon bỏ qua đi. Đấy, Agali mua này. Đây rồi. Thế thôi, dừng lại tí anh em ạ.
Thôi tôi đập trứng cho con Agali luôn. Đồ trận này thì dồn cho hai con nhá anh em nhá, nhưng mà tôi dồn trước cho con Agali để tôi giữ máu đã. Con Agali bây giờ nó tín hơn anh em ạ, nó tín hơn cái con Evil Clay. Evil Clay thì được cái là đam nó to hơn nhưng mà nó lại không hồi máu được. Đấy. Đam nó cũng to nhưng mà nó không hồi máu được, còn con Agali nó hồi máu được. À, tôi ưu tiên con Agali hơn. Bộ này nói chung là chỉ chơi ba con thôi, con rơi này, con Agali và con Evil Clay thôi anh em. Đấy, cứ đưa ba con này lên 3 sao. Và trong lúc mà roll ấy thì đưa luôn cả cái con God of War và con God of Light lên 3 sao luôn anh em ạ. Tức là tôi chỉ chơi ở 7 thôi đấy. Tôi chỉ chơi ở 7 thôi. Rồi, đây, chắc là tôi. À đây rồi, ui dồi, được đấy nhở. Tự động mua luôn. Thôi lấy cái giáp băng anh em ạ. Bộ này thì cứ full giáp vào mà chơi thôi. Với cả chơi với cả beat mà. Chơi beat thì cứ full giáp chơi thôi. Rồi từ từ cứ 50 tiền roll. Từ từ đá để xem nào. Rồi, thằng Beat nguy hiểm. Thằng Beat nguy hiểm gặp lại đấy. Round 21 rồi gặp lại Beat là nguy hiểm này. Thằng Beat là sợ nhất. Đấy, xong rồi đến cái thằng Hunter. Thằng Hunter thì đỡ hơn một chút. Nhưng mà nói chung là mình thì chơi Clyde thì cũng không ngại Hunter, chỉ ngại Beat thôi. Ngại Beat thôi. Những chuyện này có đấy, ui mẹ gặp Beat luôn này. Mà round này thì có Agali 2 sao thì không biết có đỡ được không. Beat này thì cũng chưa phải 6 beat thì chắc là vẫn đỡ được. Rồi ổn rồi. Ơ mà thằng này đi rồi này. Đi sớm đấy nhở. Đi sớm đấy bạn ơi. Roll hết tiền nếu đủ bộ beat. Đen. Lại đen rồi. Lại có một thanh niên nữa lại chơi beat không ra được cáo. Roll hết tiền không ra cáo. Chịu rồi. Đúng kiểu hôm qua có ông roll hết tiền không ra gầu. Đen. Rồi tôi cứ lui hết tất cả bọn này lên 3 sao anh em ạ. Chơi ở 7 đó mà. À, thôi nhá, cứ mua hết thôi. Chúng ta chơi ở 7, chúng ta có con nào chúng ta mua hết. Đấy, bao giờ lên 3 sao thì bắt đầu mới up dần lên 8, up dần lên 9. Bộ này chắc lên 9 được là cũng hết game. Anh em ạ, chơi này bộ này roll nhiều ở 7 mà. Này ổn đấy. Bây giờ sợ nhất là gặp cái thằng 6-bit. 6-bit là sợ nhất, gặp thằng 6-bit là phải cẩn thận. Trận này có hai thằng beat cơ anh em ạ. Đây có thằng chơi ép này. Ui thằng này chơi ép cũng kẹp con tabu thì cũng nguy hiểm đấy nhá. Mày quá, tabu chết rồi anh em ạ. Được, thế thì chơi được, thế thì vẫn chơi được bạn ơi. Mặc dù cái thằng này thì nó đánh xuyên giáp đấy, nhưng mà tôi có khả năng hồi máu cũng như là bắp giáp. Được chưa bạn ơi? Hay quá. Được đấy. Ui cái con Grand Herald nó đứng đúng ở cái vị trí cướp được cái con cây. Cầu được bao nhiêu thời gian luôn. Hay quá nhở. Đây rồi. Chỉ còn hai con nữa thôi. Hai con Evil Clay nữa. Ra đi. Rồi từ 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 đã. Đấy chúng ta còn hai con Evil Clay nữa là Evil Clay lên 3 sao. Đấy. Trận này tôi nghĩ là như thế này là tri ân. Đấy là nó tuyệt vời rồi. Chơi bộ God Clay luôn. Nhưng mà đam bây giờ nha anh em, nhìn bảng đam nó đều nhá. Ba con 3 sao đều đam rất đều luôn. Ok, trận này có Warrior, có kẹp Doom rồi này. Nhưng mà tôi có ba con 3 sao cơ mà. Đấy nó Doom vào cái con Evil kìa, nhưng mà tôi lại để đồ cho con Agali cơ. Ờ. Nhưng mà round này có thua không nhỉ? Ăn được không? Ăn được chứ. Hồi máu lên. Ui bị Doom mất rồi. Ăn được không? Vẫn ăn được cơ này. Được đấy. Đấy, kể cả con rơi nhá, con rơi lại đứng top 3 gây đam luôn ở trong cái đao này. Con rơi, cái con Evil nó bị phế, cái con rơi nó gây đam luôn. Được đấy. À đây rồi. Hay quá. Từ từ lấy slot đã anh em ạ. Rồi. Đấy, cứ xác định luôn nhá anh em nhá, xác định luôn là sẽ đưa hết lên 3 sao. Nếu mà trường hợp mà thiếu slot thì bán bớt cái con God of Light thôi anh em ạ. God of Light là bỏ đi được. À mà thôi, tôi bỏ luôn. Bỏ luôn. Lấy cho nó tròn tiền. Con đấy tìm sau. Con đấy thì bao giờ mình lên được hết 3 sao rồi mình tìm. Không có gì mà phải vội cả nhá. Con này thì thực ra nó cũng nhiều khi nó cũng hơi bóp anh em ạ. Ví dụ như là nó trói vào là con God of War nó sẽ không gây đam được. Đấy. Cái gì đấy? Chơi cái bộ gì trông kinh khủng ai? Vẫn đỏ à?
Rồi để xem God Glide có đấm được God đỏ không nha anh em nhá. Và theo kinh nghiệm của tôi đã từng chơi rất nhiều lần chơi God Glide thì God Glide ăn chắc với God đỏ luôn. Đấy, God đỏ kẹp Doom thì hơi sợ lắm. Chứ còn God đỏ mà kẹp ca lông cái thứ tôi chả sợ lắm. God Glide nó trâu anh em ạ. Đấy mà mình cũng kẹp được Doom. Đó, ui còn một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Một con nữa, ui. Đấy rồi. Vẫn chưa được. Nào 25 rồi đấy nhá, vẫn đang ở 7 đấy nhá, bọn nó lên 10 hết rồi đấy. Nào 26 là bọn nó lên 10 đấy. Chơi ở 7 là hơi căng. Đến lúc bọn nó lên 10 bọn nó kẹp Doom đi các thứ vào, kiểu thừa slot ấy, hay kẹp Doom lắm, để đấm với God lắm. Phải cẩn thận. Tốt nhất là roll, nếu mà đã roll ấy là phải roll đều tất cả cùng lên 3 sao anh em ạ. Anh em biết lý do tại sao không? Anh em biết lý do tại làm sao mà tôi lại phải mua mấy con lên 3 sao không? Cái lý do thì là rất là đơn giản thôi, nhưng mà tôi sẽ giải thích cho các anh em mà chưa biết nhá. Anh em biết rồi thì thôi. Đấy là tôi phải roll các cái con khác lên 3 sao bởi vì rất có thể là đối thủ sẽ kẹp con Doom vào. Đấy mà Doom vào ấy là nếu mà chỉ có một con lên 3 sao thì chắc chắn là cái con đấy ấy, nó là con co đúng không? Thì cái con co nó lại bị Doom. Mà Doom thì thôi xác định mẹ rồi. Xác định mẹ là thôi coi như là ván ai bỏ nhá anh em nhá. Thế là thôi phải roll, là đã roll là phải roll mấy con lên 3 sao. Đấy chứ còn một con là không ăn thua. Thế tôi mới bảo là xác định chơi ở 7. Rồi. Nó sẽ ưu tiên là Doom vào cái con to tiền nhất. Cái con to tiền nhất thì cứ 3 sao là to tiền nhất thôi. Nên là anh em phải roll nhiều con lên 3 sao thì nó mới đỡ. Chứ còn nếu mà một con thì là xác định là bị Doom rồi. Đó. Bây giờ là còn Agoli. Còn 3 con và con Evil nó chỉ còn một con thôi. God of War thì cũng còn 3 con. Nhưng mà tôi cố gắng thôi anh em, chơi ở 7 đó. Xác định từ đầu rồi là không up cấp khi mà chưa đủ bộ 3 sao nha anh em nhá. Đấy tôi xác định luôn là kể cả bọn nó lên 10 tôi cũng chấp luôn. Đây này, ui mẹ ơi thằng này gặp luôn cái thằng của level 9 Beat Assassin à. Full bộ mẹ rồi, thế đẩy nhiều đấy. Thôi chết tôi rồi. À, tôi biết ngay mà gặp mẹ gặp bọn này kinh lắm. Thôi thôi bớt được tí nào 2 tí đấy. Ui cũng nhiều đấy, đéo ít đâu. 10 máu. Càng căng nhở. 33 máu chắc vẫn trụ được một round nữa. Thôi trụ được một round nữa anh em ạ. Một round nữa chúng ta sẽ xả hết tiền. Dạy chết. Một round nữa anh em nhá, một round nữa. 28, 29. 29 sẽ có đứa lên 10, nếu mà đúng mốc là sẽ có đứa lên 10 ở 29. Nó sẽ có mốc là 26 với cả 29. Mà 26 chưa có đứa nào lên 10 là 29 nó sẽ lên 10. Nhưng mà từ bây giờ đến 29 là sẽ không có thằng nào lên 10 đâu. Nên là thôi, cho là chúng ta cứ giữ đến round 29 đã. 29 rồi xả một thể anh em ạ. Round 28, nếu mà round này không mất nhiều máu thì có thể giữ đến round 28, 29. Đó, trận này có mẹ quá nhiều người chơi beat. Sợ thật. Ép Hunter này, chơi bộ ép này. Thỏ 3 cơ. Nhưng mà chắc là ăn được rồi, bộ ép thì không sợ lắm. Light thì nó cũng không sợ lắm, God Light không sợ ép lắm đâu. Rồi ok. Nói chung là ăn được. Rồi thế còn round 28 nữa rồi. Round 28 thôi là xong rồi. Đến round 29 là đúng ngưỡng luôn. Rồi chúng ta sẽ roll một vài cái thôi anh em nhé. Giữ tiền tiếp. Roll một vài cái thôi. Đây rồi, ui thế thì phải roll mạnh rồi. Roll mạnh rồi anh em ạ. Ui như này phải roll mạnh rồi. Ý, còn một con nữa. Agali còn một con nữa này. Ra đi, ôi dồi ôi, chết rồi cái hàng chờ của tôi, ra đi mà. Ui dồi, may quá đây rồi. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào. Ui, đây rồi anh em ơi, lên được hai con luôn. Hay quá anh em ơi. Quả xả tiền được đấy. Thế thì nó lại thế giới rồi anh em ơi. Còn con God of War thôi. God of War rồi còn con rơi. Thế từ từ đợi tiền lên rồi tính nhá anh em nhá. Đợi tiền lên rồi tính. Không mà nếu mà quả bị bí quá thì cho lên 9 luôn. Ui mẹ ơi cái thằng này Secret Lancer 2 sao à. 6 Warlock. Phải không? Đúng rồi. Con Dark Spirit này. 6 Warlock, 6 Warlock. Căng đấy bạn ơi. Nhưng mà nhưng mà cũng mềm lắm. Úi giời mạnh rồi anh em ơi. Anh em nhìn kìa, con Secret Lancer quá yếu so với tôi.
Đấy, bắt đầu cảm thấy cái sức mạnh của cái bộ này rồi đấy. Rồi, ok. Ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi. Đấy, bây giờ, đây, đợi một cái blink này. Được. Có blink. Đấy rồi, có blink luôn. Ui giời, ngon quá nhờ. Ngon nghẻ rồi đấy. Đấy, dồn đồ cho hai con thôi. Evil Clive với cả Agali thôi. À, được rồi. Hay quá nhờ anh em nhờ. 33 máu mà lên được như này thì nó lại thế giới luôn. Được. Xe ổn áp đến round 31 luôn. Nên là tôi sẽ không làm gì cả đâu. Bây giờ tôi đợi tiền lên thôi anh em ạ. Từ từ đã. Bây giờ chúng ta phải đợi tiền lên để luôn lốt 3 sao. Luôn lốt 2 con lửa lên 3 sao. 3 con lửa lên 3 sao cũng được nhá. Chủ yếu là để tránh Doom, lé Doom thôi anh em ạ. Lé Doom. Không là bây giờ 2 con là vẫn chưa đủ đâu. Vẫn chưa đủ lé Doom bọn beat đâu. Rồi Hunter này. Hunter thì bây giờ mũi thôi. Rồi mũi thôi bạn ơi. Xuyên làm sao được qua cái người của con kỵ sĩ này. Đây nó đúng kiểu dạng bất tử đấy anh em ạ. Agali với cả Evil này, hai con nó xong kiếm hộp bích thì thôi rồi luôn. Búp giáp rồi búp máu liên tục. Nói chung là bây giờ thì chỉ có ăn Doom và trúng hai con đấy thì mới chết thôi anh em ạ. Còn cái tầm này thì chắc là bất mẹ tử luôn. Thằng nào nó giết được cái con này đó. Khó. Ở trong cái clip trước anh em cũng nhớ là tôi chơi bộ Warrior và cái con Lancer là bất tử nhá. Nhưng mà ấy, nói thật cho con Lancer gặp cái đội hình này xem có bất tử được nổi không. Úi giời ơi, đây mới gọi là nó phải thực sự nó là bất tử, nó phải là như này nhá anh em nhá. Còn như con Lancer không có tuổi, nó cho nhanh, tí nữa đem Lancer lại đây. Lancer đâu rồi? Ở đây là có Lancer 6 Warlock. Cho hẳn Lancer 6 Warlock xem làm sao mà ăn được anh em ạ. Bây giờ cái đội hình duy nhất mà tôi sợ là cái đội hình beat thôi. Trong trong những cái người mà đang chơi ở hiện tại thì sợ nhất là bọn beat thôi. Còn lại không sợ bất cứ một cái thằng nào hết. Ok ổn áp bạn ơi. Ôi lại thêm giáp này. Ê giời. Thôi giáp phản nữa còn gì nữa. Chần chờ gì nữa đâu. Giáp phản. Rồi cái giáp này cho con Evil. Đấy. Rồi 50 tiền đúng không? Vẫn chưa có làm gì cả anh em ạ. Chưa làm gì cả. Rồi cứ từ từ đã. Round sau. Không vội. Bây giờ còn 33 máu lại còn kẹp được cả cái con giữ máu ở trong này. God Apply giữ được máu mà. Làm sao mà đẩy một phát chết luôn được đúng không anh em? Đẩy của này tôi chấp cho đẩy khoảng 20 máu đi. Gặp beat đẩy 20 máu đi. Vẫn còn 13 máu nữa. Thoải mái anh em ạ. Thoải mái. Gặp beat mất khoảng 20 máu. Vẫn còn 13 máu để round tiếp theo xả hết tiền nhá anh em nhá. Yên tâm đi. Mà gặp beat rồi thì phải 4 round tiếp theo nó mới gặp nữa cơ. Nên là yên tâm. Tầm này chưa vội. Chưa vội ở đâu. Đấy. Ui mẹ gặp ép thì nó lại dễ quá. Gặp ép thì không sợ rồi. Các bọn này đâu sợ đâu. Được không? Ăn được không? Ăn được. Làm gì có cái cửa giết được con Agali. Mà thậm chí là không giết được cả Agali. Không giết được cả Evil cơ. Không có tuổi. Ui giời, đội hình này là đội hình không có tuổi bạn ơi. Đéo giết được cả con rơi luôn này. Ui giời, khỏe chưa anh em? Búp máu, búp giáp liên tục. Mà bản thân bọn nó cũng có giáp rồi cơ. Bản thân bọn Clyde này nó cũng có giáp rồi. Bật giáp lên, 4 Clyde. Rồi, roll tiếp anh em ơi. Đây rồi, hay quá. Còn một con nữa. Vẫn roll tiếp anh em nhá, không áp đâu. Nhưng mà chuẩn bị đến lết thì mua luôn con Light Blade Light với con Avenger luôn anh em ạ. Hai con này kích 6666 Clyde ở level 9. Đấy, tức là mình sẽ chơi ở level 9 nha anh em nhá. Chơi ở level 9 có 6 Clyde. Còn bây giờ thì tôi vẫn sẽ phải roll để kiếm con God of War và con rơi lên 3 sao đã anh em ạ. Đấy, thế là đủ. Nên lốt con rơi và con God of War lên 3 sao. Bởi vì con rơi này nó up lên 8, lên 9 thì khó roll lắm. Khó roll lên 3 sao lắm. Rồi round này cẩn thận là gặp beat này. Vẫn còn gặp beat này. Ui vẫn chưa gặp beat anh em ạ. Round này chúng ta lại gặp lại bọn hẹp ạ. À, vừa lấy là gặp bản sao, bây giờ gặp bản chính. Ướt thế lại ngon rồi. Gặp bọn này lại sống thêm round nữa. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Thế là đến round thứ 34 mới phải roll cơ. 34 mà nếu mà 34 gặp beat là phải 36 mới phải roll anh em ạ. Thế thì lại yên tâm luôn. Vẫn chưa gặp beat. Được quá nhờ. Được đấy. Thế thì lại cứ bình tĩnh nhá anh em nhá. Có anh em hỏi là lúc nào thì lên roll, lúc nào thì không lên roll. Đây nhá. Lúc nào thì dùng tiền, up tiền, lúc nào thì không. Đây. Đấy chính là cái cách mà tôi đang sử dụng tiền đây này. Đấy là đến khi gặp beat thì tôi mới bắt đầu sử dụng tiền.
Cái này thì nó khó anh em ạ. Nói chung là không nói được, phải nói theo tùy trận, tùy vào từng trận đấu cụ thể nó như nào. Còn trong cái trận đấu này thì cụ thể là nếu mà gặp beat thì chúng ta xả tiền. Và round này là chúng ta gặp beat là tôi xả tiền mẹ luôn, lên chín luôn, đéo nói nhiều. Ôi giời, đấy không? Đấy, mạnh dạn tự tin luôn, lên 9 kẹp 6 like. Đấy, anh em sẽ thấy là nó bất ngờ đấy. Bất ngờ cái việc là tôi tính toán là round sau gặp beat. Và tôi đã tính toán là gặp beat là tôi xả tiền. Đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi. Mặc dù là vừa nãy tôi bảo là tôi định là roll ở 7, nhưng mà đéo cần anh em. Bây giờ xác định gặp beat đấm nó rồi, đấm nó rồi tôi xác định luôn nhá. Ôi hay quá bạn ơi. Úi giời, gặp luôn anh em ơi, hay quá. Gặp thiên địch kia rồi, ăn nổi không nhở? Ăn nổi thằng này thì tức là ăn tất đấy. Ăn được thằng này là ăn tất, không nói nhiều. Ăn được không? Ăn được không? Trùng có vẻ như và chém không ăn thua. Úi chói được vào con cáo đéo đấm được. Ờ thế thì bạn ơi tôi còn hai con này. Đấy con cáo này thì solo cái kiểu gì chết được hai con này. Hay quá bạn ơi, xin cái chua nhà. Được thế nhờ. Được rồi anh em ơi, thế là ổn rồi đấy. Ổn rồi đấy. Tự nhiên một phát lên coi như là đầu bảng rồi luôn này. Hay chưa? Trời. Rồi bây giờ đồ dồn cho con này thôi. Evil Clyde. Đấy cứ giáp mà táng luôn anh em ơi. Trở thành một con cái kỵ sĩ bất tử. Thực ra là trận này có hai con kỵ sĩ bất tử chứ không phải là một. Evil Clyde và Angerly đều là những cái con kỵ sĩ bất tử trong trận đấu này. Đấy, còn lại là Aegisid đúng không? Ui, Aegisid nghe nói là meta. Nghe nói Aegisid là meta, lại đây. Aegisid lại đây, lại đây. Đem Aegisid lại đây cho tôi. Để tôi thử sức xem là Aegisid liệu rằng là nó có thể bắn được xuyên cái giáp của cái bọn Clyde này không. Nào, mang đến đây nào. 6 Clyde nhá, nên nhớ đây nó là 6 Clyde nhá. Được búp giáp và búp máu liên tục. Đây rồi. Cái gì đấy? Aegisid Witcher đúng không? Phải không? Đúng rồi, Aegisid. 6 Aegisid 2, 4 Witcher. Đấy, nghe nói là đánh xuyên giáp. À thế à, nghe nói là đánh xuyên giáp. 6 Aegisid 4 Witcher cũng chỉ là ruồi muỗi thôi. Level 9 đấm level 10 này này anh em ơi. Đấm như con luôn. Ôi dồi ôi, không có cửa. Còn có 9 máu. Ôi giời. Ây da. Ôi giời ơi. Lên God of War tự ra luôn anh em ơi. Lên 9 tự ra. Thế thì thôi. Bài này căng anh em ạ. Thế này thì căng quá rồi. Bài này nó là mắc binh rồi thì thế nào đây? Bây giờ xem thằng nào nó ăn được. Nếu mà cái thằng Witcher nó muốn ăn ấy, thằng Witcher kết hợp với cả 6 Aegisid ấy. Đấy, 4 Witcher 6 Aegisid mà muốn ăn thì lại phải bỏ cái bộ Witcher ra. Bỏ bộ Witcher ra thì nó lại yếu. Bỏ bộ Witcher ra kẹp Doom vào đúng không? Nhưng mà tôi nói thật với anh em là Doom đi, hộ cái nhá. Nhiều anh em sẽ bảo là kẹp Doom vào là ăn được ngay. Hộ đi, hộ đi, hộ cái. Ba con ba sao, ba con ba sao ba tiền ở đây. Nó chỉ có cơ hội nó là 30% thôi anh em, 33%. Đấy, à không, 33% là thế nào? Nhiều khi nó lại đun vào cái con sao đi vô kìa. Đấy, sao đi vô nhá anh em nhá. Con sao đi vô nhiều khi có khả năng là đun vào con đấy vì, bởi vì nó cũng ba sao. Đấy, chưa biết được đâu. Có tới 4 con ba sao ở đây thì đun vào con nào? Chưa chắc anh em ơi. Rồi rồi. Lấy cái chén thánh ấy. Lấy cái chén thánh với cái giáp. Được, lấy cái giáp cuối. Cái giáp cuối tăng cái giáp xung quanh. Ok. Và tôi lấy cái chén thánh. Rồi, rồi. Làm cái tiền roll thôi anh em ơi. Tầm này ngại gì đâu, chẳng ngại nào. Bố con thằng nào vào đây. Tầm này 50 tiền lại roll tiếp. Bây giờ là lại thoải mái roll God apply lên 3 sao cũng được nhá. Rồi thoải mái rồi. Beat này, gặp lại beat này. Ôi giời, ăn nổi không? Vừa lấy còn không ăn được thì tầm này ăn gì? Tầm này có đồ chén thánh các kiểu rồi thì nó gọi là bố của bất tử rồi bạn ơi. Đây nó không còn gọi là bất tử nữa mà nó là bất vệ diệt luôn. Đấy. Bất diệt luôn bạn nhá. Úi giời. Giây cần 7 máu. Tiến bạn lên đường. Giờ chia tay đã đến bạn ơi. Ui mảnh hồn này. Ui ghép được cái giáp cuối rồi, hay quá. Giáp xương cuối luôn, được quá nhờ. Từ từ ghép cái BKB đi. Mấy cái món này từ từ đã anh em ạ, từ từ đã nhá. Chúng ta ghép sau đi, để tạm ở đấy đã. Đấy, một cái chuyển bớt một cái đồ sang cho con này. Còn
chưa đâu, còn hai thằng nữa à, solo cả thằng ấy là Lancer hay sao này, Lancer 6 warlock đúng không, còn mẹ ra được cả cái con ấy lên 3 sao cơ, vãi cứt chém nhanh thế. Ui 6 warlock 5 glacier, ui thảo nào chém nhanh thế, cũng càng đấy nhưng mà ố solo không, solo được không, trông có solo không nhở, Akali liệu có solo được hai con này không, trông đánh nhau mất máu anh em ạ. Ui rồi ui rồi ôi mẹ, trông hai con nó chém kìa, chém mỏi tay chưa, tớ hỏi bạn chém mỏi tay chưa, ớ đéo mất máu luôn kìa. Ui ui anh em ơi, nhìn cái máu tôi thậm chí nó còn không giảm đến quá lửa cơ, không giảm đến quá một lửa máu luôn anh em ạ. Mẹ vãi cứt, thôi cố lên chém đi, chém mạnh vào, chém mạnh vào bạn ơi. Mẹ chém mạnh vào, đồ thế giới đấy, đồ cũng thế giới đấy, chém mạnh vào bạn ơi. Thôi cái con này thì đéo có đồ thì cái tuổi gì đỡ được. Trời, nghe nói là cũng căng hòa thôi bạn ơi, hai con đều bất tử à, không có chuyện này đâu. Đấy ui giời kinh. Mắc binh của bọn glacier rồi đấy nhá, mắc binh của bọn glacier rồi mà không có cửa giết được cái con này luôn, đúng là bất diệt thật sự, bất diệt thật sự luôn anh em ạ, sợ thật. Rồi thôi. đây từ từ roll ở 9 thôi anh em ơi. Đâu, cậu vào hộ tớ cái xem nào. Đấy. Kinh đấy, Velomancer 3 sao kinh đấy. Kinh đấy. Cũng kinh. Ui giời trông kìa. Chém cũng kinh đấy, nhưng mà cũng chỉ giết được cái bọn còn lại thôi chứ còn con Akali thì nó vẫn đứng đây. Đứng sừng sững luôn. Ok, mất có vẻ hơi nhiều máu. Ơ mất lại đây. Ui giời. Mất cũng nhiều đấy, cũng sợ đấy, nhưng mà mất lại đây rồi. Chắc là tôi phải tắt nhạc đi và tôi cũng phải im lặng để anh em nghe được cái tiếng mà đánh nhau mới được. Nghe rất là đã. Chém đi, chém mạnh vào. Vậy anh em nghe gì không? Úi giời. Vậy anh em nghe nhá, anh em nghe cái tiếng mà nó chém tôi cả. Nghe rất là đanh. Nghe cái tiếng chém rất là đanh thép. Đấy, tiếng chém nó rất là nó như là kiểu như là một cái đội trống ở trong chương trình Rock Việt ấy, nhưng mà tôi thấy tôi thấy cái tầm này tôi thấy máu nó vẫn chưa thấy tụt đi anh em ạ. Dã man. Ơi nhưng mà đánh thế này thì nó hòa, nó có hòa mãi à? Cái thế trận này là bây giờ một cái thế trận rất là cân bằng nhá. Rất là cân bằng luôn. Trời. Chém đến tết bạn ơi. Thế cân bằng này chỉ giữ được ở 9 thôi. Còn nếu mà khi mà tôi đã lên 10 ấy. Ui giời ơi, và kẹp thêm con đát nữa, kiếm con đát. À, lấy con heo tạm. Thêm con đát đấy. Một khi mà tôi đã có con đát Spirit thì bạn sẽ biết là như nào là sức mạnh. Cái thế cân bằng nó sẽ bị phá vỡ nhá. Đến khi tôi có con đát anh em ạ, hoặc là tôi sẽ cướp được con đát của nó. Đấy, giây. Đấy. Giây cuối chuyển sang cướp con đát Spirit. Được bạn ơi, cướp được rồi, hay quá. Nào, bây giờ sẽ ai bất tử đây? Chém đi, chém đi, chém đi. Cuối cùng thì ồ, con Grand Herald của tôi tung trưởng hơi chậm. Đấy, bây giờ mới tung trưởng được này. Đấy, bây giờ tung trưởng được. Tung trưởng được một lần rồi, hay quá. Round này là ăn được rồi này, Dash Spirit. Đấy, anh em thấy chưa? Đây này, ui rồi, ui rồi. Cưỡng lên, cưỡng đi, cưỡng đi, cưỡng đi. Ơ, sao mẹ nó trâu ấy nhở? Cái con Lancer của nó trâu ấy nhờ, sắp chết rồi lại đầy cơ. Ui con này cũng sắp bất tử rồi à. Ơ Lancer của nó rơi vào tầm bất tử rồi đấy. Thật không? Thật không? Thật bất tử không? Thật bất tử không? Nào thật bất tử không? 2-1. 2-1. Ồ cũng có vẻ được đấy. Nhưng mà bây giờ ồ được ấy nhờ, được ấy nhờ. Ồ kinh ấy, kinh ấy, kinh ấy, kinh ấy, kinh ấy. Bất phân thắng bại à? Vãi cứt thật. Kỳ phùng nguyên thủ ấy ơi, bất phân thắng bại. Con này là cũng bất tử. Bởi vì nó có 6 lắp anh em ạ, nó hút máu kinh khủng. Nhưng mà không sao, chưa, đấy là tôi chưa có đát thôi, cứ bình tĩnh. Đến bao giờ có đát rồi tính. Bây giờ không chết được, bây giờ làm sao mà chết được. Thế cân bằng của trận đấu vẫn đang duy trì anh em ơi. Không có một thay đổi gì thì cái thế cân bằng nó vẫn thế. Và ở đây tôi nhận thấy là tôi có một cái cấm hồi máu. Ờ thế thì mày chết. Ghép được cái cấm hồi máu ở đây. Ghép được cấm hồi máu cho Evil Clyde. Được.
thế thì ăn được, ghép được cả một cái BKB nữa, nhưng mà tôi sẽ đợi lốt rau quái. Một BKB nữa cho God of War là xong. Đấy. Để xem là cái thế cân bằng này nó có bị phá vỡ không nếu mà tôi ra được con đát. Hoặc là nó có thể làm một cái bất cứ một cái điều gì đấy. Ví dụ như là sẽ có nhiều anh em nghĩ là có thể là kẹp thêm con Doom chẳng hạn nhỉ. Yeah. Thế chúng ta chờ xem anh em nhóa. Đây rồi, chuyện thần bí được đấy. Ơ nhưng mà đéo ghép được cái gì? Quên mất. Giáp băng thôi nhở? Đấy, giáp băng thôi. Giảm tốc đánh của bọn này quá được. Được, giảm tốc đánh khá khá đấy. Thôi, chúng ta roll tí đã. Khan. Line, bullet line. Ok, vậy là cũng chưa lên được con dart. Bây giờ cần con dart spirit thôi. Thôi rồi, không sao. Thế cân bằng cứ duy trì là được. Hòa thôi, đợi dart ra là được rồi. Ok. Anh em nhìn thì con Velomaster nó đấm con Evil Clyde kìa. Đéo mất máu luôn anh em ạ. Quỳ đấm cũng nhanh đấy, đấm cũng đam cũng to đấy. Full đồ chồng chán đời thật sự. Ui anh em nhìn này, cái thế cân bằng nó đã bị phá vỡ rồi. Ui đẩy nhiều máu chết luôn không? Còn một máu. Ui hên như đối thủ đấy. Ồ thế là hết cân bằng rồi à? Thế là xong. Đây rồi, có counter rồi anh em ơi. Square được. Lên. Ui, không có đát. Là một rồi tôi không cướp được con đát cơ anh em ạ. Tôi không cướp được con đát nhưng mà vẫn ăn được. Được đấy. Thôi ghép lốt cái BKB nào. Hóa ra là Lancer nó cũng không bất tử như là anh em nghĩ nhỉ. Nó chỉ bất tử ở trong clip của tôi thôi. Chứ còn nếu mà nó vào tay đối thủ thì nó lại không phải là bất tử. Đấy, mà tôi mới là bất tử nha anh em nhá. Dã man thật. Round này tao cướp được Dark Spirit thì có cái cửa nào ăn được không? Nói chắc là trận này kết thúc của round này rồi. Kết thúc của round này rồi bạn ơi. Cướp được Dark Spirit. Ui, vẫn chưa à? Vẫn chưa à? Evil Clyde chết rồi. Thế chắc là cái con Agali nó không solo được hai con đâu. Chắc Agali không solo được hết hai con này đâu. Căng đấy nhờ. Căng đấy, căng đấy. Ấy, dồn đồ hết cho Secret Lancer rồi. Dồn hết đồ cho Secret Lancer. Vẫn không ăn thua, vẫn chỉ hòa thôi. Cùng lắm là hòa thôi. Đấy, thậm chí là bây giờ là không chết cả con rơi luôn. Con rơi tôi nghĩ là cũng khó lòng có thể chết được. Ôi ôi chồng. Ừ. Dừng lại một chút, dừng nhạc lại một chút cho anh em nghe. Anh em nghe thấy không? Anh em thấy tiếng gì không? Nó có phải là tiếng chảy trên xúc bom bom không? Đánh nhiệt đấy, đánh nhiệt đấy, đánh nhiệt đấy. Nhưng mà đéo mất máu cơ. Ờ. Trời. Sao lại có đội hình ung thư ấy nhỉ? Đối thủ bất lực mẹ luôn. Rồi bây giờ tôi nghĩ là đối thủ bỏ mẹ cái bộ Warlock đi. Cho con Doom, kiếm con Doom mà cho vào. Tôi nói thật. À đấy. Ui giời, thằng này cứ như là nghe tôi nói nhỉ. Như là nghe lời tôi nói luôn. Mà thằng đối thủ này nó chiều anh em phết. Coi như là thể hiện quan điểm của rất nhiều anh em ở đây là muốn kẹp con Doom vào để ăn tôi. Có cửa không? Thử nào. Cho Doom vào đi, Doom đi. Ui rồi, tôi nói thật, tôi tính từ đầu rồi, không nghe thì tôi nói à. Ui giời, nó con Doom và con Dark Spirit một sao ạ. Đấy đấy, đấy anh em thấy không? Anh em có thấy tôi nói từ đầu không? Là thế nào? Là tôi đã có ba con ở đây, ba con ba sao ở đây. Và bây giờ là rất nhiều con ba sao thì Doom thế đéo nó được vào mấy con cò của tôi. Làm gì có cái cửa Doom trúng anh em ơi. Thế thì xác định rồi bạn ơi. Hòa, vẫn hòa. Mẹ. Hòa không? Ui. Hòa đâu mà hòa. Thế cân bằng là tự bạn phá vỡ. Tự đối thủ phá vỡ luôn. Đang cân bằng cho Doom vào thua luôn. Tại anh em đấy nhá. Dã man. Dã man thật sự. Anh em thấy không? Đấy nó cái sự bất tử ấy. Bất tử mẹ rồi. Không có cửa ăn. Bất lực đấy. Đấy gọi là bất lực ở trong cái đội hình của đối thủ luôn. Đấy, đối thủ bây giờ chịu luôn. Không có cửa ăn được luôn. Đấy, cuối game là kiếm con Doom 2 vứt vào thể hiện con điểm luôn. Là tôi chịu thua, thua mẹ rồi. Bóp giấy rồi nhanh.
Thà là tự bóp dái còn hơn để người khác bóp. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Và nếu anh em có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để anh em xem. Cũng là một con Lancer, nhưng mà nó lại là một cái con Lancer bất tử. Và anh em có thể chọn clip bên phải để xem một cái tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Tuấn Cơm. Bye bye.